Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái phần hỏi tuổi tác trong tiếng Trung. Đối với cách hỏi người lớn tuổi trong tiếng Trung Quốc thì chúng ta có những cách hỏi như sau. Câu thứ nhất, chúng ta có thể hỏi một là mà cô hay là chị hay bác bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta có thể hỏi cách nǐ tuō dà niān jì nè. Nǐ tuō dà niān jì nè. Khi trả lời thì chúng ta có thể nói như sau. Wǒ wǔ shí wǔ suì le. Tôi 55 tuổi rồi. Chúng ta có thể thay vị trí số vào phần 55 này. Ví dụ tôi 45 tuổi thì wǒ sì shí wǔ suì le. Hoặc là tôi đã 65 tuổi rồi. Wǒ liù shí wǔ suì le. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa về câu hỏi này. Nǐ tuō dà niān jì le? Nǐ tuō dà niān jì le? Tôi 55 tuổi rồi. Wǒ wǔ shí wǔ suì le? Wǒ wǔ shí wǔ suì le? Chúng ta thay vào đây nhé. Ví dụ tôi 25 tuổi rồi. Wǒ èr shí wǔ suì le? Thường thì cách hỏi đối với người già, người cao tuổi thì chúng ta có thể nói là tua ta nén chị hoặc là tua xảo xuê đều được cả. Tiếp tục chúng ta có cách hỏi nín tua ta xuê su lơ. Nín tua ta xuê su lơ. Cụ năm nay hay là bác anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiếp tục chúng ta có cách hỏi tiếp theo nín cao sâu lơ. Cụ cũng là bao nhiêu tuổi rồi, cụ năm nay là thọ bao nhiêu rồi đúng không? Chữ sâu này có nghĩa là tuổi thọ. Chúng ta nhìn ở trong các cái từ thọ, các cái câu đối hoặc câu phúng viếng người ta đều có chữ này. Tiếp tục tôi 80 tuổi rồi thì chúng ta có cách nói như sau. Ủa ba sứ suy lợ. Ủa ba sứ suy lợ. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Nín tuổi ta suy su lợ. Nín tuổi ta suy su lợ. Nín cao sâu lợ. Ủa ba sứ suy lợ. Phần 5 là một số các cái từ tiếng Trung chỉ về mối quan hệ trong gia đình. Thì chúng ta có những cái từ đại từ như sau. Ví dụ như là ông nội này, ông nội thì chúng ta có thể đọc là dế dệ, dế dệ. Bà nội là nải nại, nải nại. Chữ nại hoặc là chữ dê là không có dấu thì chúng ta đọc nhẹ, đằng trước thì chúng ta đọc hơi nặng hoặc nhanh hơn một chút. Dế dị nải nại. Bà ngoại là quài mũ, quài mũ. Chú ruột là su su, su su. Chú chồng là su cung, su cung. Thím là sú mụ, sú mụ. Cậu là chiều chiều, chiều chiều. Ba hoặc bố đọc là ba bạ, ba bạ. Hoặc phụ chín, phụ
xin từ phụ thân này trong âm tiếng Hán thường thì người ta hay viết trong văn viết, ví dụ như trong các cái lý lịch hồ sơ người ta hay dùng cái chữ phụ xin này, còn trong văn nói là người ta hay sử dụng từ pa 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 pa. Tiếp tục, từ mẹ là ma 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 ma, thanh ngang là thanh một nhé. Các bạn để ý chữ ma ma chúng ta đọc nhẹ ở cái chữ ma đằng sau bởi vì nó không giấu, người ta gọi là thanh không, đọc là ma 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 ma. Mù chín, mù chín, hai từ này đều có nghĩa là mẹ. Từ mama này trong văn nói, từ mù chín cũng như từ phụ chín là trong văn viết. Tiếp tục, chúng ta có từ cơ cự là anh trai, em trai, đọc là tì 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 tì. Chị gái là chìa chị, chìa chị. Em gái là mê mê, mê mê. Con trai là nán hái, nán hái. Con gái là nủy hái, nủy hái. Con cái nói chung thì chúng ta có từ hái tự, hái tự. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nào. Dế dị, dế dị. Nải nại, nải nại. Quài mũ, quài mũ. Su su, su su, su su. Su cung, su cung. Su mũ, su mũ. Chiều chiều, chiều chiều. Bà bà, bà bà. Phụ chín, phụ chín. Mà mà, mà mà. Mổ chín, mổ chín. Cơ cơ, cơ cơ. Tì tì, tì tì. Chìa chìa, chìa chìa. Mê mê, mê mê. Nán hái, nán hái. Nùy hái, nùy hái. Hái tử, hái tử, hái tử. Tiếp theo phần 6, những câu hỏi thường dùng. Chúng ta đọc. Cháu mấy tuổi rồi? Thì chúng ta có câu trả hỏi như sau. Ní chỉ suy nè, ní chỉ suy nè. Hai thanh ba đi cùng với nhau thì thanh đầu tiên biến thành thanh hai, đúng không? Như chúng ta đã học về phần ngữ pháp rồi. Hai thanh ba đi cùng với nhau thì thanh đầu tiên biến thành thanh hai. Ní chỉ suy là em bao nhiêu tuổi rồi, hay bạn bao nhiêu tuổi rồi, cháu bao nhiêu tuổi rồi. Từ chỉ suy này chỉ dùng cho những người từ 10 tuổi trở xuống. Đây là trong các cái văn nói của người Trung Quốc đại lục. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi đã từng tiếp xúc với những người Đài Loan thì người ta vẫn cứ hỏi những người từ trên 10 tuổi trở lên đều hỏi từ chỉ suy. Thực ra cái này nó cũng không nhất thiết là phải rạch ròi, bởi vì khi mà chúng ta là người nước ngoài chúng ta có thể hỏi mà cũng không có gì là mang tính chất là khiếm nhã, bởi vì cái này nó cũng theo thói quen của từng vùng miền. Tiếp tục, chúng ta có thể hỏi trả lời. Chúng ta có thể hỏi tiếp. Ví dụ từ 10
hơn 10 tuổi trở lên thì chúng ta có cách hỏi như sau. Ní sứ chỉ xuê lệ. Ní sứ chỉ xuê lệ. Ní sứ chỉ xuê lệ. Em hoặc là cháu mười mấy rồi. Tiếp tục. Anh 20 mấy tuổi rồi thì chúng ta cũng có cách hỏi như trên, chỉ thay số vào đây. Ví dụ, Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ er shí jǐ suì le. Anh 20 mấy tuổi rồi. Bạn bao nhiêu tuổi rồi đúng không? Thì cũng có cách hỏi. Nǐ tuō dà niān jì le. Nǐ tuō dà niān jì le. Đây là chúng ta hỏi người đối diện, tức là ngôi thứ hai. Tiếp tục chúng ta có câu hỏi cụ hay là bác bao nhiêu tuổi rồi, chúng ta có cái hỏi tiếp theo. Nǐ tuō dà suì shù le. Nǐ tuō dà suì shù le. Tiếp tục chúng ta có câu chúc, chúc ông hay chúc bà mạnh khỏe sống lâu. Chữ chúc này có từ trù, chúc anh đài đấy, cũng dùng từ này, họ chúc. Trù nǐ jiān kāng chāng shòu. Trù nǐ jiān kāng chāng shòu. Chúc ông hay là chúc bà mạnh khỏe sống lâu. Từ jiān kāng này có nghĩa là sức khỏe. Âm Hán Việt có nghĩa là kiện khang. Tráng sâu có nghĩa là trường thọ. Âm Hán Việt là trường thọ. Chu là chúc. Nỉ là cô thứ hai, ông, bà hay là bạn, cô gì, người đang nói chuyện với chúng ta. Tiếp tục chúng ta đọc lại một lần nữa nào. Ní chỉ suy nữa. Ní chỉ suy nữa. Nǐ tuō dà le. Nǐ tuō dà le. Nǐ shí jǐ suì le. Nǐ shí jǐ suì le. Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ tuō dà niān jì le. Nǐ tuō dà niān jì le. Nǐ tuō dà suì shù le. Nǐ tuō dà suì shù le. Zhù nǐ jiān kāng chǎng shòu. Zhù nǐ jiān kāng chǎng shòu. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Nǐ jǐ suì le. Nǐ tuō dà le. Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ er shí jǐ suì le. Nǐ tuō dà niān jì le. Nǐ tuō dà niān jì le. Nǐ tuō dà suì shù le. Nǐ tuō dà suì shù le. Zhù nǐ jiān kāng chǎng shòu. Zhù nǐ jiān kāng chǎng shòu. Tiếp tục vào phần 7, chúng ta học từ vựng. Từ thứ nhất là
岁 sự là bù là không dầu là có mấy là chưa ví dụ mấy dầu là không có hoặc là chưa có trụ là chúc mừng chen chen khang là khỏe mạnh nén chị là tuổi. Đây là cách hỏi. Suy su là số tuổi. Bao nhiêu tuổi cũng thể dùng từ suy su. Tuổi sáu là bao nhiêu. Tuổi sáu. Tuổi ta cũng là bao nhiêu. Chủy xiến là tiến hành hoặc cử hành. Tham gia là tham gia. Tham gia lái là tới hoặc đến. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Suy suy sư sư bù bù dầu dầu mấy mấy trụ trụ chén khang chén khang niên chỉ niên chỉ suy su suy su tuổi sáu tuổi sáu tuổi ta tuổi ta chủy xính chủy xính chan cha chan cha lái lái. Như tôi đã giải thích ở trên cái phần 8 này thì cái từ tua ta dùng cho hỏi tuổi, không dùng tua sọ. Sang có nghĩa là trên, bên trên. Ví dụ chúng ta có thể nói chùa tự sang, chùa tự sang là trên bàn. Cái từ trên thì nó là tính từ chỉ phương hướng, thì chúng ta đặt là đằng sau cái danh từ. Ví dụ trên bàn là chùa tự sang, ở dưới bàn hoặc là dưới gầm bàn là chùa trừ xa, chùa trừ xa. Chữ xa này có nghĩa là dưới, bên dưới. Tuy nhiên cái từ sang và xa cũng có thể chỉ thời gian. Sang là chỉ quá khứ, còn xa là chỉ cho tương lai. Ví dụ tháng trước thì chúng ta có cách họ nói sang cửa yue. Sang cửa yue là tháng trước. Ví dụ tháng trước thì phải có tháng sau đúng không ạ? Tháng sau là sa cửa yue. Sa cửa yue cũng như thế thì chúng ta có thể thay vào đây là lǐ bài hoặc là xin chi. Ví dụ chúng ta có thể nói sang xin chi là tuần trước. Sang cửa lǐ bài là tuần trước. Chữ tuần cũng có cách hai cách nói, sang có hai cách nói là xin chi hoặc là lǐ bài. Nó cũng có rất nhiều, có cả từ châu nữa. Ví dụ châu cũng là tuần, châu y là thứ hai và thứ ba là châu ơ, thì cũng đều có cách nói để thêm số thứ tự vào đằng sau. Tiếp tục chúng ta có cách nói đi làm thì cũng dùng từ sang. Ví dụ sang ban là đi làm, xả ban là tan hết sở, hết giờ, tan sở.
sang pan, xả pan. Cái này thì nó lại có nghĩa là đi nhá. Thì cái từ sang và xa nó có mấy cái tình huống thì chúng ta nên nhớ. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Trên bàn là chùa trừ sang, chùa trừ sang. Dưới bàn hoặc dưới gầm bàn là chùa trừ xa, chùa trừ xa. Tháng trước là sang cơ yuê, tháng sau là xa cơ yuê, xa cơ yuê. Đi làm là sang ban, sang ban. Tan sở là xa ban, xa ban. Phần 9 thì chúng ta có phần hội thoại tổng hợp. Ví dụ chào anh, lâu rồi không gặp, thì chúng ta có cách chào hỏi như sau. Ní hảo, hảo chiều, bú chèn. Hảo chiều, bú chèn. Chúng ta có thể thêm chữ lơ vào đây là hảo chiều, bú chèn là đã lâu không gặp rồi. Tiếp tục chúng ta có cách chào hỏi tiếp theo như sau. Ní hảo, ní hảo mắt, ní hảo, ní hảo mắt. Chào anh hay chào chị có khỏe không? Tiếp tục chúng ta có cách hỏi thăm mừng thọ như sau. Ví dụ ngày mai mừng thọ ông tôi, mời chị đến tham gia. Thì chúng ta có cách nói như sau. Bố dễ dễ miếng khen chủy xính chu sâu huê chính nỉ lái chăn gia. Ở đây chúng ta có những cái từ mới như cái từ chu sâu huê, có nghĩa là lễ mừng thọ. Chu sâu huê, lễ mừng thọ. Chăn gia là chúng ta cũng học rồi, là từ tham gia. Chính là mời, đúng không? Miếng then là ngày mai. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Ní hảo, ní hảo. Hảo chiều, bú chen lợ. Hảo chiều, bú chen lợ. Ní hảo, ní hảo mà, ní hảo mà. Ủa, xin lỗi, chúng ta có thể biến âm chỗ này. Ủa dễ dễ miếng thiên chủy xính chu sâu huê chính nỉ lái tham gia. Ủa dễ dễ miếng thiên chủy xính chu sâu huê chính nỉ lái tham gia. Ngày mai ông tôi gì mừng thọ, hoặc là mừng thọ ông tôi, mời chị hay mời anh đến tham gia. Tiếp tục chúng ta có phần hội thoại tiếp theo. Ông anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đầu tiên chúng ta phải cảm ơn đã, đúng không ạ? Cảm ơn, tôi khỏe. Ông anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xie xie nǐ, wǒ hěn hǎo. Nǐ yě yě duō dà suì shù le? Xie xie nǐ, wǒ hěn hǎo. Nǐ yě yě duō dà suì shù le? Cảm ơn, tôi khỏe. Ông anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông tôi năm nay 90 tuổi rồi. Ủa dễ dễ chiều xứ suy lợ.
我爷爷90岁了。chúng ta đọc lại một lần nữa này. 我爷爷90岁了。Chúc ông mạnh khỏe, sống lâu. Ngày mai tôi sẽ đến. Chúng ta có cách chúc như sau. Chúc nhị dễ dễ chen khang trang sâu. Ủa miếng thiên ý tình lái chan gia. Chúc ông của anh hay là ông của bạn mạnh khỏe, sống lâu. Chen khang trang sâu. Ủa miếng thiên ngày mai tôi. Ở đây phó từ chỉ thời gian bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Ý định là chắc chắn hay là nhất định, âm Hán Việt là nhất định đúng không ạ? Nhưng mà chỗ này chúng ta có thể dịch là ngày mai tôi sẽ gì, cái từ này có nghĩa là nhấn mạnh. Lái tham gia, tôi sẽ tới tham gia và tôi sẽ tham gia. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Xie xie ni, wo hen hao, ni ye ye, duo da suy shu le, ni ye ye, duo da suy shu le, wo ye ye, 90岁了，我爷爷90岁了。祝你爷爷健康长寿，我明天一定来参加。我明天一定来参加。Tiếp phần hội thoại tiếp theo chúng ta có câu cảm ơn chị hay là cảm ơn anh. Bố mẹ chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta có cách hỏi và cảm ơn như sau. Xie xie ni, ni phụ mẫu tuổi ta nén chi lơ. Ni phụ mẫu tuổi ta nén chi lơ. Cảm ơn bạn hay cảm ơn anh. Bố mẹ của anh hay bố mẹ của chị bao nhiêu tuổi rồi? Tiếp tục. Bố tôi 50 tuổi. Mẹ tôi 45 tuổi. Wǒ fù jīn wǔ shí suì le. Wǒ mǔ jīn sì shí wǔ suy lơ. Chúng ta đọc lại. Wǒ fù jīn wǔ shí suì lơ. Wǒ mǔ jīn sì shí wǔ suì lơ. Con gái chị mấy tuổi rồi? Câu này chúng ta có thể dùng cách hỏi chỉ suy đúng không ạ? Nì nữ ở chỉ suy lơ. Nì nữ ở chỉ suy lơ. Nữ ở có nghĩa là con gái đó. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Xie xie nì nì phụ chín tuổi ta nén chi lơ. Ủa phụ mụ ủa phụ chín ủ xứ xuê lơ. Ủa mù chín sư sứ ủ xuê lơ. Nì nữ ớ chỉ xuê lơ. Trả lời. Con gái tôi 2 tuổi. Thì có thể nói như sau. Ủa nữ ớ lẻng xuê lơ. Ủa nữ ớ lẻng xuê lơ.
Em trai chị mấy tuổi rồi? Nǐ tì tì duō dà le? Nǐ tì tì duō dà le? Em trai tôi 20 tuổi. Wǒ tì tì èr shí suì le? Chúng ta có thể thay cái từ 20 thành ví dụ 15. Wǒ tì tì shí wǔ suì le? 16. Wǒ tì tì shí liù suì le? Và cứ thế chúng ta có thể thay tuổi vào đây. À, các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là tương đối dài. À, hẹn các bạn vào một video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký ở bên dưới để được nhận tiếp các cái video của kênh. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt các bạn.